Mặc dù chưa xây dựng khung giá bán đất khu mộ an táng trình cơ quan chức năng phê duyệt, nhưng chủ đầu tư dự án Phúc Lạc Viên Đài Hóa Thân Hoàn Vũ Hà Tĩnh đã bán nhiều lô với giá được cho là quá cao. Năm 2016, dự án Phúc Lạc Viên Đài Hóa Thân Hoàn Vũ Hà Tĩnh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phúc Lạc Viên Đài Hóa Thân Hoàn Vũ Hà Tĩnh thuộc tổng công ty CP Hợp Lực Thanh Hóa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 28 hectare tại khu đất thuộc thôn Đồng Vĩnh, xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh, với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là xây dựng một khu nghĩa trang gắn với công viên, bao gồm khu táng, khu hỏa táng có công nghệ tiên tiến, khu cắt táng và hung táng cho người dân địa phương trong tỉnh Hà Tĩnh. Tiến độ thực hiện trong thời hạn 4 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đầu năm 2017, sau khi hoàn thành giai đoạn 1 của dự án, chủ đầu tư đã mở cửa hoạt động và hiện đang tiếp tục hoàn thành các hạng mục thuộc giai đoạn 2. Theo tìm hiểu của thanh niên, kể từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phúc Lạc Viên Đài Hóa Thân Hoàn Vũ Hà Tĩnh đã thực hiện hỏa táng cho hơn 400 ca với số tiền thu về gần 32 tỷ đồng. Đáng nói, mặc dù chưa hoàn thành xây dựng khung giá bán đất khu mộ an táng trình các cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, nhưng hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phúc Lạc Viên Đài Hóa Thân Hoàn Vũ Hà Tĩnh đã bán 18 lô đất khu mộ an táng với giá bình quân 5 triệu đồng m2. Trong các lô đất khu mộ đã bán, có lô rộng 97,5 m2 được bán cho một người dân có hộ khẩu ở TP Hà Tĩnh với giá lên đến 18 triệu đồng, M2 tương đương hơn 1,7 tỷ đồng. Trao đổi với thanh niên, ông Vũ Minh Tâm, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phúc Lạc Viên Đài Hóa Thân Hoàn Vũ Hà Tĩnh, thừa nhận hiện nay tổng công ty vẫn đang trong quá trình hoàn thiện xây dựng khung giá bán đất khu mộ để trình sở xây dựng tỉnh Hà Tĩnh thẩm định, nên việc đã bán đất an táng cho một số người dân là sai quy định. Tuy nhiên, ông Tâm cho rằng việc bán đất là để thăm dò nhu cầu sử dụng của người dân địa phương. Hiện nay, mới chỉ có một khu đất giá 18 triệu đồng, M2 đã được người mua sử dụng để an táng, còn 17 lô đất khu mộ đã bán đến nay người mua vẫn chưa sử dụng. Sở dĩ khu đất mà chúng tôi đã bán với giá cao nhất đó là do nằm ở vị trí hai mặt tiền, là đất vàng trong dự án. Toàn bộ việc mua bán khu đất này được chúng tôi và người mua thỏa thuận trước rồi mới chốt giá, ông Tâm nói. Theo ông Tâm, công ty này đã quy hoạch hơn 1,2 hectare diện tích của dự án để dùng vào việc bán đất an táng, trong đó có khu đất mộ dành 10% cho đối tượng chính sách, khu đất mộ vườn táng và khu đất mộ đơn táng. Trước những sai phạm của chủ đầu tư dự án Phúc Lạc Viên Đài Hóa Thân Hoàn Vũ Hà Tĩnh, mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Theo báo cáo này, hiện nay chủ đầu tư dự án Phúc Lạc Viên Đài Hóa Thân Hoàn Vũ Hà Tĩnh chưa hoàn thiện hồ sơ hoàn công các hạng mục công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, chưa xây dựng đơn giá dịch vụ hỏa táng, giá đất để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay, chủ đầu tư đang tạm thời áp dụng giá dịch vụ hỏa táng, giá đất theo quy định tại Điều 27 Nghị định 23/2016 NDCP và Điều 3, Điều 4 Thông tư 14/2018 TTBXD, báo cáo nêu. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phúc Lạc Viên Đài Hóa Thân Hoàn Vũ Hà Tĩnh chưa thực hiện việc quan trắc môi trường định kỳ 6 tháng, lần theo quy định, chưa thực hiện việc kiểm định, bảo dưỡng kỹ thuật thiết bị phòng cháy chữa cháy khi đã đưa vào hoạt động. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê bình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phúc Lạc Viên Đài Hóa Thân Hoàn Vũ Hà Tĩnh do không chấp hành nghiêm túc việc lập đơn giá dịch vụ, giá đất khu mộ tại dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư dự án nghiêm túc thực hiện hoàn thành xây dựng đơn giá trước ngày 30/9. Mặc dù đã quá hạn theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh, nhưng đến nay chủ đầu tư dự án Phúc Lạc Viên Đài Hóa Thân Hoàn Vũ Hà Tĩnh vẫn chưa trình được khung giá dịch vụ hỏa táng và giá bán đất khu mộ cho cơ quan có thẩm quyền.